biết ơn là một loại đạo đức và cái đạo đức biết ơn một người có đạo đức biết ơn thì sẽ sinh ra rất nhiều những đạo đức khác và một người biết ơn thì người đó sẽ gì ạ một người biết ơn thì người đó sẽ sẽ vui vẻ người biết ơn thì người đó sẽ tràn đầy cái tình yêu thương và chính họ cũng sẽ được được yêu thương một người biết ơn thì họ sẽ hạnh phúc một người biết ơn thì họ sẽ đủ đầy một người biết ơn thì họ dễ thành công hơn những người khác một người biết ơn thì họ sẽ luôn khỏe luôn khỏe mạnh họ sẽ có được sức khỏe tốt hơn và một người biết ơn thì nếu như họ bị bệnh mà họ lại có lòng biết ơn và họ duy trì được cái lòng biết ơn thì họ có được cái sức khỏe phục hồi nhanh hơn và họ có được cái tuổi thọ nhiều hơn những người khác ở trong cùng cái tình trạng lên tới 7 năm. Một người biết ơn thì sẽ luôn được trân trọng. Và khi họ biết ơn thì họ sẽ có được dễ dàng có được thành công và có được sự sự giàu có. Đó, mọi người thấy ạ. Chỉ cần gốc là biết ơn. Gốc là sự biết ơn sinh ra tất cả những thứ khác ở trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên một lần nữa chúng ta hãy nhớ và chúng ta hãy nỗ lực trong cuộc sống của chúng ta để nếu như mà để chúng ta rèn luyện để chúng ta có được cái lòng biết ơn trong mọi hoàn cảnh và người nào đã có sẵn lòng biết ơn thì sẽ được ban tặng thêm và anh ta hoặc cô ta sẽ có sẽ được dư giả đủ đầy Người nào chưa có sẵn lòng biết ơn thì những gì anh ta hoặc cô ta đang có cũng sẽ bị tước đi. Đây là một cái lời dạy cổ xưa ở trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh. Biết ơn thì sẽ được dư giả đủ đầy. Còn không biết ơn thì những gì đang có cũng sẽ bị tước đi.